À, xin chào cả nhà. Tối nay Lan đã nấu xong cái nồi lẩu hot pot nha bà con, giống như lẩu đồ biển tôm đó bà con. Lan nấu tôm chung với nấm và tàu hũ non, ăn cho nó mát rất là ngon. À, xin chào cả nhà. Tối nay Lan xin chia sẻ món canh nha bà con, canh nấm với đậu hũ nấu với tôm. Đó thì Lan đã lặt tôm, lấy chỉ đâu rồi hết trơn rồi, nãy giờ khỏi mất thời gian của bà con. Đó Lan làm sạch sẽ rồi nha. Đó. Rồi tỏi, ớt, nấm thì Lan cũng đã làm rồi, xong sạch hết rồi. Thì bây giờ còn cái đầu tôm thì Lan để ở đây nè bà con. Đó bây giờ bà Lan bắt lên, Lan nấu nước súp cái đầu tôm. Mời cả nhà vào bếp với Lan nha. Mời cả nhà. Rồi Lan chế vô miếng dầu ăn nha. Mình để tỏi vô. Mình để tôm vô mình xào sơ cái nha. Lấy Lan chỉ xào nó sơ vậy thôi, Lan gấp nó ra nha. Bây giờ Lan bỏ đầu tôm vô, Lan xào lên, Lan lấy nước súp nha. Lan mình xào cho nó thơm lên, mình hạn chế nước vô. Bây giờ nó sôi lên là Lan nêm nếm vô nha. Mình để chút xíu bột ngọt vô, chút xíu muối. Đừng để muối nhiều nha bà con, tại tôm nó có cái chất mặn á. Chút xíu đường. Ủa gạch không. Mình nấu chút xíu để cho nó cỡ 15 phút vậy đó. Để cho nó ra cái chất ngọt trong con tôm nè, cái đầu tôm mà mình đã lược nó. Cái này Lan nấu khoảng 10 tới 15 phút là được rồi nha bà con. Đó, nó vậy là nó ra đủ cái chất ngọt rồi. Nên bây giờ Lan luộc nó lại. Cái nồi này ăn cho nó nóng. Mấy bữa nay sao tự nhiên ở Melbourne mình nó lạnh lở quá trời luôn bà con. Bây giờ Lan luộc cái đầu tôm qua nha. Giờ bắt đầu Lan nấu cho nó sôi lên. Bây giờ để lửa này. Lan bớt lửa lại đi nha, Lan để nấm vô nha.
vô kim châm. Để hai cây đi ăn cho nó mát bà con. Đất nó tràn luôn rồi. Cái này thuộc gì nó tràn cái nước nó tràn luôn đúng đó nha. Đó, còn tôm nữa. Rồi bây giờ bắt đầu để tôm vô nha. Tôm vô nữa là nó chàng các bà con, chàng thiệt chứ không phải chàng chơi đâu đó. Ông nội ơi, một lần nghĩ nữa đi, để nó sôi lên cái nó chàng kỳ lắm. Không nhiêu được anh. Rồi bây giờ đang để hành ớt vô nha, ớt một bên vô, đẹp chưa? Cái này ngoài trời đang lạnh lạnh ăn ngon lắm bà con ơi. Ngon không bà con, hấp dẫn ghê ha. Đó là trời lạnh nhẵn xuống. Nó đầy một nồi luôn à, ngon quá. Tôm nãy Lan xào sơ rồi, bây giờ nó chỉ cần sôi lên là nó chín rồi. Bây giờ Lan nêm coi nó sao nha. Hồi nãy thì Lan nêm nó vừa rồi đó. Ớt vô the the nữa ngon lắm bà con. Trời ở ngoài mưa lạnh lạnh ăn ngon lắm. Ở Mèo Bình mình mấy bữa nay tự nhiên sao trời ống lạnh lại không biết nữa. Rồi bây giờ Lan tắt lửa nha, xong rồi đó. Bưng lên nhà trên ăn. Xin chào cả nhà. Tối nay Lan đã nấu xong cái nồi lẩu hot pot nha bà con, giống như lẩu đồ biển tôm đó bà con. Lan nấu tôm chung với nấm và tàu hũ non, ăn cho nó mát rất là ngon. Mời bà con ăn cơm với hai chồng Lan nha. Nấu món lẩu ăn chung với đồ mặn thôi. Bà con coi có thích thì cho Lan xin một like và ủng hộ Lan dùm. Thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con.